Xin cảm ơn Asus đã tài trợ chuyến đi Computex 2023 này. Bây giờ thì vào xin chết. Không nhận là cái chỗ này to thật đấy nhở? Nhìn trông to khủng bố luôn đấy. Nó giống như kiểu là Ion Mall nhưng chỉ công nghệ chỉ vậy. Chỉ đây là Highcom phiên bản Ion Mall anh em ạ. Kiểu như vậy, có thể nói như thế. Đây bước vào phát là thấy đồng hài này. Huawei, khoa huyết này. Rất nhiều, nhưng mà trước tiên là anh em mình cần phải vào Asus. Vào Asus đúng rồi. Bước đầu tiên là rồi, xin chào các bạn. Và hôm nay mình đang ở trong Sinchet, tức là một cái cửa hàng nói thì gọi là Ion Mall nhưng mà lại dành cho công nghệ thôi. Ở Highcom phiên bản Ion Mall ấy, thì trong này sẽ có rất là nhiều các đồ công nghệ. Và hiện tại thì mình đang đứng trước là ROG Store Republic of Gamers. Và hãy cùng bắt đầu với cả khung đầu tiên khi mà anh em bước vào từ cửa, đó chính là cái giải của ROG Phone. Thì ở đây đang có tất cả những mẫu từ 7 này đến 7 Ultimate này. Và có 6 nhỉ? Chắc là không có 6 đâu đấy. Em nghĩ là không có 6 đâu. À, có 6, 6D, 6D. Đây có 6D. Đây là một trong những cái dòng sản phẩm được Asus khá là đầu tư về, bởi vì điện thoại chơi game bây giờ anh em biết rồi đấy, mọi người không phải lúc nào cũng ngồi kè mấy cái máy tính được, thế nên điện thoại chơi game là một thứ rất tốt mà anh em những tựa game như là Liên Quân Mobile này, cái gì Liên Minh nhỉ, Liên Minh Tức Chiến đấy, cái gì đấy, khiến cho ROG Phone trở thành một cái lựa chọn rất hoàn hảo. Đi xuôi về một chút, đây chúng ta sẽ thấy đó chính là những cái phụ văn kiện của Asus hay là ROG. À, bên này chưa? Ui giời, được luôn. Bên này nó lại là đam mê gấp 10 lần đây. Thì cả một giải đây ấy, nó như kiểu là anh em ngồi ra nét. Nhưng mà nét là nét toàn đồ Asus em nhá. Bàn phím Asus này, chuột ROG này, laptop ROG này, giải một giải đây đều những chiếc laptop xịn nhất của Asus. Và nó đây có 1 2 3 4 5. 5 ghế nhỉ? Đúng không? 5 ghế. Ui giời, thế đánh trận hai anh em gọi tất cả mọi người vào đây đánh trận Liên Minh mất là được luôn. Hợp lý. Về bên phía bên này thì đa số là toàn là đồ phụ kiện thôi. Có một ông anh ở đây vừa gọi là ngắt chúng mình một chút, bởi vì không biết chúng mình là người bình thường hay là kiểu người media tham gia Computex. Tất nhiên Highcom chúng mình là media rồi, mình đang giới thiệu chắc tại mình nói to quá. Mình cho mình gần hơn, nói nhỏ hơn chút nhé, để cho mọi người cùng châu công nhận là mình nói to nhất xóm rồi. Hiện tại ở đây thì chúng ta sẽ có những cái sản phẩm như là ôi, cái áo này nha, đẹp ấy, áo đẹp ấy. Biết là bao nhiêu không? Bao nhiêu? 4.500 đài tệ. 4.500 đài tệ. Nào, mình vừa hỏi xong. 4.500 đài tệ. 4.500 đài tệ. Khoảng 5 triệu tiền anh em mang đi. Ừ đúng rồi, tất cả số tiền anh em mang đi. Thế là coi như là chúng mình không chơi, không ăn, không uống gì cả. Chúng mình chỉ có một cái áo thôi. Đem về Việt Nam. Uầy, không biết bán để Nam lãi bao nhiêu. Đúng là hàng limit chỗ khác. Hàng này là hàng limit luôn á. Uầy, được cái áo bomber nhìn trông đẹp thế nhở. À, ok. Nhưng mà Hà Nội hết lạnh rồi. Thôi không mua. Đây. Đây thì hiện tại đây là những chiếc chuột ROG mới nhất của Asus, và đồng thời thêm những cái mẫu giá rẻ hơn nữa, chẳng hạn như là M4 này mà mình đã từng recommend anh em. Con chuột này khá là ngon trong tầm giá của nó, một chiếc chuột không dây với dáng đối xứng, mắt đọc tạm ổn và dùng pin 2A hay 3A. À không, pin 3A có phôi 2A, rất là xịn. Các kiểu. Cái này là dây 65W anh ạ. Đây là cái dây sạc 65W 1.2m USB-C. Và cái này là adapter luôn. Và adapter này cũng là adapter 65W. Cái này thì mục đích em nghĩ rằng cho những chiếc laptop của Asus hoặc ROG, những cái loại laptop gaming loại tức là tầm điện thấp ấy, với cả chiếc Ally nữa. Nhưng mà Ally hình như em nhớ là hỗ trợ lên tận 100W cơ. Thế nên là hình như ở trong đấy là nó có cái riêng. Nhưng mà tí nữa mình sẽ ra Ally riêng nhá. Ở bên này thì sẽ có một chút bàn phím. Thì chúng ta ở đây đang đều có những cái mẫu bàn phím hiện thời của Asus. Những chiếc ví dụ như là chiếc Flare Animate NX này với cái logo thảo hoàng, cái họa tiết Animatrix của Asus ở bên này. Đây là một chiếc đơn giản hơn là Strix Flare, nó sẽ có đèn RGB khắp nơi. Và một chiếc nữa đó chính là Claymore 2, cái này thì cũng anh em quá quen thuộc rồi. Một trong những chiếc mà hiện tại đang khá nhiều người quan tâm đó chính là chiếc Falcon Ace này. Chiếc này thì sẽ có một cái form là form 71 hay mình không nhớ đâu, nói chung là 7 mấy ấy. Thì nó sẽ vẫn đầy đủ các phím in down, pay up, pay down và các phím định hướng cho anh em nữa, rất là tiện. Và tất nhiên trên này này, tất nhiên trên này anh em ơi, đây anh em nhìn cái túi mình cũ mềm này không, mình đang mong chờ mình có đủ tiền để mua một cái túi Asus ROG kìa, nhìn đẹp thật đi. Em phải công nhận đúng là name brand nó có khác nhá. Chúng ta sẽ có bên trên này nhá, chúng ta sẽ có túi túi nhỏ này, chúng ta sẽ có một cái túi đeo chéo này, một cái gọi là cái này là laptop đúng không? Cái laptop cầm tay và mũ này mũ kia, mũ bucket hat với cả mũ bucket buckle cap,
Ok, và bên này thì là một cái ba lô. Ba lô đẹp thế. Còn ba lô này chắc phải mấy triệu nhỉ? Khu vực này còn khu vực trải nghiệm. Đây là các anh em đang trải nghiệm này. Đây các anh em đang Global Elite đang trải nghiệm đây. Đây hiện tại là khu vực này còn có một khu vực trải nghiệm nữa. Mình khá là thích những cái cửa hàng mà có khu vực trải nghiệm riêng của họ, để cho những khách hàng có thể tự cầm vào, chạm vào và đưa ra quyết định mua tốt nhất. Đây, ví dụ như bên này sẽ có cái form chuột luôn, thứ rất là quan trọng. Và phải cầm tận tay thì mới biết được rằng là chiếc chuột nào hợp với mình. Và hiện tại thì Asus trưng bày hết rồi đây. Đấy, rất là tuyệt luôn. Đây như kiểu là kiểu sảnh cho kiểu gamer nhỉ, game chuyên nghiệp nhỉ. Hall of Fame của Asus ROG. Đây là của Faker này, Joan Vu này, đây là ai đấy chịu mèo ú á. À, nhưng mà ông anh này ở trong bộ môn gì? Liên minh. Liên minh. Tất cả đây đều là liên minh hết đúng không? Ồ, hay nhỉ. Hay đấy. Chỗ này thì mình nói rồi. Chỗ này thì là giải của Asus rồi. Thì mình rất là thích cái con này nhá. Cái con này là em nhớ như con này là con Zephyrus, con Zephyrus nhưng mà hình như là phiên bản 16 phải. Và nó đã có màn OLED chưa? Câu trả lời hình như là chưa. Và ở đây toàn tiếng Trung Quốc nên là mình không thể nào mà mình đăng nhập hay là mình gì được. Enter. Chịu. Nhưng mà mình cũng khá thích bởi vì ở đây thì Asus đã trưng bày ra một giải để anh em có thể trải nghiệm. Bởi vì theo như mình thấy là đây không phải chỉ có những chiếc laptop đắt tiền nhất mà có những chiếc laptop còn thấp tiền hơn. Đây, chẳng hạn như đây này. Đây, có những chiếc này, chiếc từ đây là chưa có giá nhá, nhưng còn đâu, có giá rồi chứ. Có chiếc 29.000, có chiếc 34.000, có chiếc 30, có chiếc 34, đấy kiểu như thế. Thì nó sẽ để cho người dùng trải nghiệm được từ mức giá của những sản phẩm và giúp cho mỗi người có thể tự lựa chọn sản phẩm cho mình. Mình thực sự thích những cái cửa hàng đem trải nghiệm này. Anh thích đúng không? Bây giờ mà mình được vào này, mình thử test một trận game xong mình biết FPS bao nhiêu, mình biết trải nghiệm như nào, mình biết cầm chuột gì nó có sướng không thì quá tuyệt vời đúng không? Bên này Asus làm tốt thật. Không biết là trong tương lai Asus có đầu tư cho một cái góc trải nghiệm cho với các cửa hàng như chúng mình không? Bởi vì là nếu mà có thì tuyệt vời luôn đấy. Thì đây là một chiếc khu vực trưng bày của những sản phẩm. Mình nghĩ rằng đây là những sản phẩm Asus tự hào nhất, mình nghĩ thế. Bởi vì là chúng ta sẽ có những đồ như là con chiếc Zephyrus này, hai dual screen nhá. Tức là một màn hình lên và màn hình gập này. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ có cái tai nghe không dây, đúng không? Tai nghe không dây. À không, con này tai nghe có dây. Một trong những chiếc bàn phím xịn của Asus. Con router con cua mà rất nổi tiếng ở đất Việt Nam ta. Nếu mà anh em cứ nói về router con cua thì biết ngay con này. Một cái vỏ cây của Asus này. Và trong này thì dùng RTX không nhìn thấy tem. Đầu 20 nhìn chung chẳng biết là con gì cả. Nhưng mà con này thì cũng không quan trọng lắm. Nhưng mà đây, đây là một cái vỏ cây này. Ủa, thế này có súng ấy ạ. Có cả súng ấy. Trời đất. Đây chắc súng mô hình không bắn thật rồi. thì bên đấy thì là một trong những, nói chung là mình cảm thấy rằng đây nó không phải là chỉ những cái sản phẩm mà Asus tự hào nhất, nhưng mà mình nghĩ rằng đây là nơi để họ trưng bày những cái thành tựu của bản thân thôi. Ví dụ như chiếc chuột này, đây anh em có thể nhìn thấy từ phôi tới gốc này, từ vỏ này đến bên ngoài này, tới từng cái nút chuột này. Bên trên này thì chúng ta sẽ có nguyên một combo luôn. Tức là anh em nào muốn làm chơi game, làm stream, xong rồi có một cái trải nghiệm di chuột mượt mà ấy, thì đây, mua tai nghe Switch này, mua mua mic Switch, mua chuột Switch, xong rồi mua bàn phím Switch và mua cả pad chuột Switch luôn. Ở đây thì chúng ta sẽ có là hai cái mẫu mainboard thể hiện ra cho hai hãng lớn bây giờ là AMD và Intel. Nhưng mà đây là AMD cũ và đây cũng là Intel cũ. Đúng rồi đấy, Intel cũ anh em ạ. Còn đây là một chiếc card màn hình. Đây là một cái mẫu card mà rất là nhiều anh em khá là thích bởi vì nó là card dùng tản AIO. Và đây là card, theo như mình thấy, đây là Radeon anh em nhá. Và đoán nhẹ là 6900 XT. 6900 có thể chỉ là 6950 nữa. Ngoài ra thì sang bên này nói chung là cũng sẽ ở chỗ nào cũng có súng ấy, ở chỗ nào cũng có súng ấy anh em nhìn này. AR-14 này bao nhiêu này, AWM, AWP này, xong rồi có cả đạn luôn này, bắn nhau bơm bơm luôn. Nói chung là nó thể hiện được cái tinh thần gamer và cái niềm đam mê súng ống của anh em. Trên này thì chúng ta lại có những cái mainboard, những nguyên kích cỡ nào thì ITX này, EATX này và ATX thường này. Một những chiếc mainboard kiểu cơ bản nhưng vẫn đem được những cái tính năng rất xịn sò như là chiếc TUF Z490 hay là một chiếc cảm hình RTX 3080, mình đoán thấy 3080 của TUF, đấy cái kiểu như vậy. Nói chung là cái giải này thì rất là tuyệt vời thôi. Bên này đây thì sẽ có một bộ máy nữa.
Đây sẽ là một chiếc máy trong vỏ Z11 anh em nhé. Và chiếc máy này thì đang được đi tản nước custom ở bên hông này, và nó sẽ có một cái reservoir ở bên hông này và được gắn một cái bơm ở ngay đây. Mà sao hình như cái này được mod hay sao mà nó hơi nghiêng nghiêng nhỉ? Hay là tại vì nó bị cộm như thế? Cái đấy thì mình không biết. Nhưng ở trong đây thì đang có một chiếc cạc RTX 3090. Đấy, nó là chiếc 3090 phải. Và 3080 ấy. Bởi vì cái này không có slide hay là cái gì cả. Nó là một cái thiết kế cũ rồi, nhưng mà nó vẫn rất là đẹp và mình vẫn rất thích cái thiết kế này. Đi kèm với cả một bộ gear màu trắng của Asus nữa để anh em lại trải nghiệm thôi. Thường thì những anh em nào, mình rất là thích cái này nhá, bởi vì những anh em nào, có rất nhiều anh em suy nghĩ tới việc mua màn cong nhưng mà không biết rằng có hợp với cả mình không, thì có một cái khách hàng như này mà trả ở Việt Nam thì quá là tuyệt vời luôn. Anh em có thể trải nghiệm thoải mái xem là ok độ mượt của nó nhào. Con màn này là 2K rộng này, 2K rộng nhá, và sẽ có tần số quét là 1200, hiện tại đang set là 200, không biết là có lên được 240 không, nhưng mà hiện tại đang set là 200Hz luôn, tức là một chiếc màn hình cong 200Hz để trải nghiệm được tất cả các tựa game. Trong này có Steam không biết bật được không, trẻ mình chơi game luôn á. Đây như kiểu menu đồ ăn nhỉ, hay thế. Đây là hình như là thưởng đúng không? Em nghĩ đây là thưởng chứ, bởi vì đây đâu phải là sản phẩm của Asus đâu. Còn chúng ta sẽ có đây như kiểu một cái, anh em kiểu đi vào nhà hàng thì nó sẽ có catalog ở bên ngoài, thì Asus cũng có catalog này. Zephyrus Duo 16 này, 149.900 đô của đô đài này. Zephyrus M16 này, 55.000 này, và 94.000 cho phiên bản 4080. Ôi trời ơi, đắt đỏ đau đớn quá đi. Còn nếu mà anh em nào muốn nhẹ nhàng và êm dịu hơn một chút thì có thể đổi sang 14. Con này thì khá là nhỏ nhẹ và đáng yêu, 1.72 cân thôi, khá là tiện. Mấy em này là 2 cân cơ nhá. Thì em này sẽ là phiên bản màu trắng, phiên bản màu đen này. Trong nhà sẽ có những cái mẫu khác này. Nói chung là mình thích thực sự thích cái thiết kế đấy. Mình đây là lần đầu tiên mà mình vào một cái cửa hàng mà mình cảm thấy được chào đón nó như thế. Mình cảm thấy được gọi là như kiểu là mình thực sự là một phần của cửa hàng ấy, và mình có thể tham gia vào và mình có thể trải nghiệm được tất cả những cái đồ như thế. Tất nhiên là Hacom chúng mình cũng đang và đã cố gắng làm hết nhất và toàn bộ rồi, nhưng tất nhiên nhiệm vụ của mình cũng phải là bán hàng là chính. Còn đây như kiểu là cái cửa hàng trưng bày là chính ấy nhỉ, em cảm giác kiểu nó chơi trưng bày là chính hơn ấy. Còn mua cũng có, nhưng mà trưng bày là chính mà trải nghiệm là chính. Đây như kiểu là booth trải nghiệm của Asus riêng, và nó thể hiện những cái công nghệ mới nhất. Chẳng hạn như ở đây là đang có bao nhiêu, 1, 2, 3 cái ROG Ally cơ. Và có gì mình sẽ làm một cái video ngắn về ROG Ally nhá, cho anh em xem nhá. 6.5 hours later. Thì theo như chỉ dẫn của anh Quân thì chúng mình đã đến quầy Asus rồi. Thì cái quầy này khác hẳn so với cả quầy ROG luôn đấy, khác nhiều luôn đấy. Bởi vì ở đây thì đa số là những cái sản phẩm dành cho người dùng bình thường này, sản phẩm dành cho những người cơ bản thôi, và nó không có mục tiêu nhiều cho gamer, mà nó là đối tượng 90% người dùng còn lại. Ví dụ như bên này thì chúng ta sẽ có điện thoại Zenfone này, những cái điện thoại mà không còn bán ở Việt Nam nữa. Hơi buồn, mình hơi tiếc. Đợt trước mình xem review khá nhiều, mình cũng khá thích. Bên này thì có đồng hồ của đồng hồ Vivo, Asus Vivo Watch anh em ạ. Đồng hồ thông minh của Asus, trông hay phết. Ở bên này thì chúng ta sẽ có những cái sản phẩm mang tính gọi là văn phòng, tức là các máy tính all in one. Tức là ví dụ như là thay vì là phải mua từng bộ phận, từng phụ kiện một, thì mua phát, mua luôn cả cái máy đấy, và có cả webcam cùng luôn. Nói chung mấy cái này thì không quan trọng lắm đâu, bởi vì hôm nay mình sẽ tập trung chính vào cái khu vực đối chính là màn hình anh em nhá. Đi qua bên này đây nhỉ, đi qua bên này đi. Em này thì sẽ có cấu hình đối chính là chiếc Ryzen 7 7000 hoặc là Ryzen 9 9000. Sẽ có hai thanh 8GB, tức là lên 16GB DDR5, và sẽ có cấu hình là 7600S 8GB DDR6. Cái con này sẽ là một chiếc laptop entry khá là rẻ, mức giá của nó min là 43.000. Mình nghĩ rằng chiếc này full AMD như này thì nó sẽ có là AMD Advantage, và hy vọng rằng sẽ có một cái sự ổn định đến từ driver của AMD. Bên cạnh đây nữa thì chúng ta sẽ có, đây là hình như toàn TUF thôi phải, đây chỗ này toàn TUF thôi, bên giải bên này là toàn TUF. Asus TUF F15 này rất là nổi tiếng tại Việt Nam này, F17 này cũng là một chiếc laptop nổi tiếng nhưng mà không được chuộng bằng, bởi vì là kích cỡ của màn hình của nó quá to. Anh em phải hiểu là cân nặng của nó lớn này, màn hình của nó lớn này, dẫn tới một cái việc là anh em sử dụng nó hơi khó một chút khi mà đem lại. Đặc biệt là cái lý do sao mà người ta dùng cái này ấy, chỉ vì một thôi, đó chính là đây là có thể gọi là một trong những chiếc laptop rẻ nhất mà có i9 13900H. đây anh em nhìn đây này, chỉ rớt rồi đây, nó sẽ ghi ở đây này, chiếc laptop, một trong những chiếc laptop rẻ nhất mà có i9 13900H. Nhưng tất nhiên nó sẽ phải bị bù đắp lại là bị thiếu mất về cam màn hình. Chiếc này chỉ có 4050 thôi,
Đấy, thế nên nó sẽ mang tính là làm việc nhiều hơn là chơi game. Chiếc màn hình này thì vẫn là màu 4 hẹp Full HD bình thường. Bên này đây thì mình sẽ có một số những cái mẫu laptop thấp dẫn hơn khá là nhiều. Đầu tiên là một chiếc, là chiếc Flow. Hồi trước có một anh khách, anh đi post ấy, và anh ấy từng build một bộ nước custom ROG. Anh ấy cái đợt mà ra chiếc Flow này, anh ấy đến hardcore mua ngay, mua luôn. Và chiếc Flow này thì nó sẽ theo kiểu như là Transformer. Đây nó như kiểu là một chiếc tablet anh em nhá, một chiếc tablet. Nó là Surface đây. Đây này, đây, gặp này. Đấy. Như kiểu là Surface ấy, nhưng mà Surface Gaming. Và cái chân đế này thì cực kỳ là cứng cáp luôn. Ngoài ra thì theo như mình nhớ là em này còn có cả đầu cắm XG cơ. À đây, 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 bên này, đây, bên này, đây. Đầu cắm XG Mobile là cái đầu cắm giống chiếc Ali ấy. Để cho, đây, anh em nhìn này. Đây, đầu cắm XG Mobile này. Để giúp cho chúng ta có thể cắm được các màn hình rời nhá. Trong này thì có sẵn đó chính là chiếc 3050Ti rồi, nhưng để nâng cấp thêm hiệu năng, bởi vì trong này là chiếc 12900H cơ mà, để nâng thêm hiệu năng thì chúng ta có thể cắm thêm một cái X Mobile rời ra để tăng cái sức mạnh của chiếc máy tính của mình. Và một cái điểm đặc biệt đẹp là cái họa tiết lộ ra như này và đèn LED RGB để tạo nên những điểm nhấn cho chiếc laptop của chúng ta. Cái này thì đang hiện tại là i7 thôi, và RTX gì thì không biết, nhưng mà một cấu hình cũng rất là cao cho một chiếc laptop hay là một chiếc tablet mỏng nhẹ đến như vậy. Một cái điểm yếu của em này ấy, đó chính là cái bàn phím. Cái bàn phím của nó là bàn phím theo kiểu touchpad, không phải của dành cho các máy tính bảng ấy. Thế nên là nó sẽ không có cái bệ đỡ sâu ở dưới, nên là mình ấn này anh em thấy không? Khá là rung và tạo nên cảm giác không được chuẩn chỉnh cho lắm khi mà chơi game. Để dùng em này một cách tốt nhất ấy, thì anh em nên sử dụng một chiếc bàn phím rồi. Những cái chiếc bàn phím, những chiếc máy bên cạnh đây thì không còn gì để nói rồi, đều là những phiên bản nâng cấp của những chiếc đã sẵn có. Zephyrus này, Strix này, Strix K này, G15, G16 này. Em này thì có 6900HX này và chiếc card 3060. Đây thì mình cảm thấy rằng đây là những chiếc laptop ưu tiên cho việc nhiều nhân hơn là việc nhiều về sức mạnh, về camera. Bởi vì mình cảm thấy rằng là khá là, không biết sao nhưng mà khá nhiều người làm việc trên những chiếc laptop này. Mình không biết sao nhá, bây giờ cứ hỏi làm việc là lại cứ mua mấy em này, bởi vì đơn giản là CPU nó rất là mạnh và nó có hỗ trợ bởi cả RTX nữa. Thế là winner đúng không? Mà mức giá của nó thì cực kỳ là rẻ luôn. Ví dụ như với chiếc Strix K này, Strix G15 này, mức giá tối thiểu của nó là 36.000 đô đài à? Đài tệ. Đấy, tức là một mức giá khá rẻ. Nhưng mà ở phía bên này chúng ta sẽ có đó chính là một chiếc màn hình ProArt. Chiếc màn hình ProArt này là chiếc PA32UCK. Đây là một chiếc màn hình dành cho đối tượng Pro. Cái đấy thì ai cũng biết rồi, bởi vì không chỉ nó có một mức giá tương đối cao, nó còn đi kèm với cả một cái hardware calibration nữa. Tức là chúng ta sẽ được tặng kèm theo một cái cục để đo màn hình ở đây này, để đảm bảo rằng chiếc màn hình chúng ta không bao giờ bị lệch màu. Những nhà chuyên biệt về màu ấy, họ sẽ khuyên rằng khoảng tầm cứ 1 tháng hoặc là 3 tháng là nhiều nhất rồi, hãy cân lại màu một lần để đảm bảo rằng content anh em chuẩn nhất. Chiếc màn hình này nhá thì sẽ có độ phân giải 4K, kích cỡ màn hình 32 inch, phủ lên tới là 100% giải màu sRGB, 99.5% giải màu là DCI P3 và con này chỉ con này phủ 95% giải màu DCI P3 và 99.5 giải màu Adobe RGB, và Rec 2020 thì đợt là 85%. Nói chung đây là một sản phẩm dành cho các pro. Còn phía bên này thì sẽ là một chiếc dành cho những người ngược lại. Thứ nhất là họ là những gamer, thứ hai họ là những người không có quá nhiều tiền, và thứ ba là họ đang muốn một chiếc màn hình tần số quét cao. Bởi vì màn hình đồ họa thì không thể nào tần số quét cao, có nhưng mà không cần thiết đến như thế. Mà chiếc màn hình này sẽ là một chiếc màn hình phục vụ được đầy đủ, đáp ứng đủ cái nhu cầu để tiêu chí về rẻ, đẹp, ngon mà lại mượt nữa. Đó là chiếc ROG Strix XG27WQ. Đây là một chiếc màn hình 2K, tức là 2560 nhân với cả 1440, dành cho những anh em nào muốn chơi game nhưng không muốn bỏ qua giá quá nhiều tiền. Đặc biệt với độ phân giải 2K đó, chúng ta sẽ có tần số quét là 165Hz, độ phản hồi 1mm, và một cái điểm trừ của em mà thôi, đó chính là em ấy dùng tấm nền VA. Cái này thì thực sự cũng đã được Asus cố gắng tinh chỉnh lại nhất có thể để đảm bảo rằng đem lại cái trải nghiệm tuyệt vời cho anh em. Và tất nhiên theo những gì mình thấy ở đây thì là họ đã làm tốt điều đó, khá được ok đấy, khá là ok đấy. Một điều mà mình khá tin tưởng đó chính là cái công nghệ là ELMB Sync. Cái này là cái công nghệ giúp cho chúng ta gần như không có bóng mờ ở trên màn hình nữa. Nó là backlight stripping, thay vì là luôn thể hiện những cái chuyển động thì nó sẽ chuyển động tắt hình, dẫn tới việc ít bóng mờ đi rất nhiều. Và công nghệ này cực kỳ là tốt đó, rất tuyệt vời. Để có thể chạy những chiếc màn hình như này thì có thể mua một chiếc, đó chính là chiếc laptop Zephyrus G14. Đây là chiếc laptop dành cho những anh em nào gamer nhưng muốn cầm đi nhỏ nhẹ gọn gàng. Chiếc máy tính này chỉ có 1,7 kg cho một cấu hình, đó chính là Ryzen 9
5900HS và 3050Ti. Tất nhiên, 3050Ti hơi đuối cho chiếc màn hình này. Đây là một chiếc màn hình 2K 144Hz với độ chuẩn mình tương đối là cao. Bởi vì thực sự thì chiếc này nó sẽ mang tính là làm việc nhiều hơn, bởi vì chiếc 5900HS có thể đem lại một cái mức hiệu năng làm việc tương đối tốt. Nhưng nếu mà anh em nào không muốn chi quá nhiều tiền thì chiếc Vivobook là một chiếc hoàn hảo. Đây là chiếc Vivobook 15, chính xác mã của nó là X515, và nó sẽ là một chiếc laptop dành cho những đối tượng không có quá nhiều tiền, và một chiếc laptop cần một chiếc gọi là một người cần một chiếc laptop văn phòng phục vụ được đầy đủ các nhu cầu và đảm bảo làm được, đúng không? Cái này là thoải mái luôn, có cả i5, có cả cạc màn hình ở trong này. Và họ đang ghi đấy, đừng có đụng vào, không hỏng đấy. Đây thì thế mình sẽ có đụng vào nhá. Và chúng ta đến một chiếc màn gọi là, có thể gọi là cuối cùng đi. Đây là chiếc màn best of the best, vua của vua, chúa của chúa. Đây là chiếc màn hình Pro Art Display PA32UCXPK. Nghe tên dài đúng không? Đây là chiếc màn hình có công nghệ mini LED, IPS mini LED. Mini LED nó là một cái công nghệ gọi là hybrid, có thể gọi theo như cái định nghĩa của mình ấy, thì nó có thể gọi là một cái công nghệ hybrid giữa IPS và LCD, tức là nó sẽ có độ tối của OLED nhưng có độ bền của LCD, và nó sẽ tạo ra một cái màn hình sáng cực kỳ. Theo mình biết thì nó có thể sáng lên tới là 1000 bao nhiêu nit đây? 1200 nit nhá, và nó có tận là 1152 zone ánh sáng, tức là từng vùng nhỏ nhỏ, nhỏ, nhỏ này. Nếu mà anh em từng biết ý, thì nó một cái màn này đã xuất hiện trên iPad rồi, iPad Pro, và nó sẽ, nếu mà anh em từng trải nghiệm thì anh em biết rằng đây là một màn hình cực kỳ tuyệt vời. Tất nhiên, bởi vì để có thể làm mát được những cái mini LED đấy thì chiếc màn hình này cực kỳ là dày luôn anh em nhá, rất là dày luôn. Anh có thể nhìn thấy cái độ dày của nó là khoảng tầm 5 cm tới 6 cm như này này, và nó sẽ tạo nên một cái cảm giác nó hơi nặng một chút. Nhưng tất nhiên, một cái gọi là trách nhiệm lớn phải đi kèm với cái mức giá tiền lớn. Còn màn này cực kỳ đắt tiền, và mình cũng từng review nó ở trong cái hôm đấy là gì nhỉ? Workshop à? Asus Workshop à? Đấy, anh có thể xem lại cái video đấy để có thể tìm được thông tin kỹ hơn về chiếc màn hình nhá. Đấy, và đó là khu vực của Asus thôi. Thì hình như bây giờ là mình cũng gọi là hết sản phẩm và hết khu vực rồi anh ạ. Asus thì cũng chỉ có những sản phẩm như vậy thôi. Laptop này, điện thoại này, gaming gear này, Ali này, màn hình này, Pro Art này, ROG Strix này, vân 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 vân. Thì mình cảm thấy rằng Asus đã và đang cố gắng đem lại cho người dùng những sản phẩm tốt nhất, tuyệt vời nhất, với cố gắng để đưa lại một cái mức giá phải chăng nhất. Và tất nhiên rồi, với những cái sản phẩm mà gọi là đi đầu thị trường như này thì khó mà có thể có một mức giá phải chăng. Thế nên là đợi khoảng tầm vài năm nữa là em này rẻ ngay mà.